Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Văn Bánh Tre. Hôm nay con cho cô chú anh chị chiêm ngắm cây dừa sim hồng đây cô chú anh chị. Màu sắc cái từ những cái bẹ, rồi những cái nách lá, rồi những cái lửa mèo đều rất là đẹp cô chú anh chị. Thành ra những cái trái dừa này sim hồng á, đặc biệt là những anh chị bonsai rất là mê, rất là thích luôn. Dừa kiển cảnh đó cô chú chị, có thể nói là cây đã vừa độc lạ luôn, rất đẹp luôn. Cái dừa này là được 3 năm tuổi của chú anh chị, nhưng năm thứ hai nó bắt đầu nó cho buồn rồi của chú chị, nhưng mà ít lác đác lắm. Bắt đầu năm thứ ba tao lên thì nó mới có thần cây, nó mới ổn định hơn của chú anh chị. Nó lửa mèo thôi cũng thấy cưng của chú anh chị, nó hồng luôn. Những cái bão cái bẹ tàu này của chú anh chị, nó ửng hồng vàng lên như vậy rất đẹp, cho chú anh chị chiêm ngắm. Nó trái rất đẹp luôn, nó cực kỳ luôn, mê luôn chú anh chị. Cần cái giống như bằng này xin liên hệ bên con nha chú anh chị. Đó cô chú anh chị, cho cô chú anh chị chiêm ngắm. Bên mé này nó ít sáng hơn. Hôm nay con có việc con đi thực tế cho chú anh chị coi cái tái của nó đó, rất đẹp luôn, rất xinh. Đó, cái lưỡi mèo nào của chú anh chị cần không anh chị? Màu rất là đẹp luôn chú anh chị. Chơi dừa kiển thì chơi cái sim hồng là cực kỳ của chú anh chị, rất đẹp. Tái tết có thể mình bán chân đó chú anh chị, rất đẹp luôn. Đó cái chú anh chị, rồi cần cái giống như con này xin hãy bán con. Rồi con xin kết thúc video này, cảm ơn chú anh chị. Dạ đó, rất mời.